vui khi được gặp lại tất cả quý vị khán giả của Trường Quay Tin vào thứ sáu hàng tuần. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục chào đón thêm một khách mời mà ngày hôm nay cổ bước vô trong cái trường quay của chúng tôi thôi là có rất là nhiều sự xáo trộn. Bao nhiêu người từ nam đến nữ đều chạy vô phòng quay để mà nói một điều rằng là ô, cô gái đẹp đâu rồi. Bây giờ thì cô gái đẹp ngồi đây nè. Xin được giới thiệu, đó chính là Yến Trang. Nó hơi ngại một tí xíu. Thật ra mình vẫn tự tin nhất ở cái vấn đề là mọi người hay nói là mình trẻ lâu thôi. Mình tự tin nhất với cái vấn đề này của mình thôi. Cái bí quyết nào để mà Trang có được một cái sự tươi mới và luôn luôn tràn đầy năng lượng như vậy? Thật ra nếu như mà nói bí quyết thì Trang cũng không biết là thực sự cái bí quyết nó nằm ở đâu. Nhưng mà bản thân Trang luôn quan niệm một điều là nếu như mà mình luôn luôn nghĩ tích cực về cuộc sống và khi mà mình gặp khó khăn thì mình luôn nghĩ là mình có thể vượt qua được nó và đừng suy nghĩ tiêu cực nhiều quá, thì bản thân mình luôn luôn tràn đầy sức sống và mình có thể mình thực hiện những cái ước mơ mà mình mong muốn. Ừ, đúng rồi, có nghĩa là nó đến từ cái suy nghĩ của mình thôi. Cho nên là những người nào mà họ qua một cái cơn stress hay là họ cảm thấy rằng là họ bế tắc trong cuộc sống thì thường thường họ xuống sắc rất là nhanh. Đó cũng là một cái cách để mà giúp cho Yến Trang của chúng ta có thể đẹp đến tận giờ phút này. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay á, thì chúng tôi cũng chia sẻ với lại quý vị luôn là có rất là nhiều các bạn khán giả đã liên lạc với lại chương trình thông qua số điện thoại là 0967820869 qua phần mềm Moja để có thể tương tác với lại Yến Trang. Và có một bạn đã nhắn tin cho Trang như sau. Chị Trang ơi, em rất là hâm mộ chị. Em thấy chị khá là đa tài khi vừa làm MC, hát và nhảy đẹp nữa. À, chị còn làm giám khảo nữa. Vậy thì hôm nay chị có thể hát tại Trường Quay Tin tặng em và các bạn khán giả một ca khúc được không? Mà đặc biệt hơn là vừa hát bằng giọng của một bé 5 tuổi, xì tin như 15 tuổi, một phụ nữ 30 tuổi và như một bà già 80 tuổi. Rất nhiều ạ, và em chúc chị mãi hát hay và xinh đẹp nha. Wow, thử thách gì đâu mà nghiệt ngã vậy. Thấy chưa gì hết rồi. Mới vô là vì khán giả yêu mến quá nên hại liền tại chỗ luôn rồi. Nhưng mà thôi, khán giả mà mình chịu thì mình biết sao vậy, đúng không? Rồi, 5 tuổi nè. Bé bé mong mong, hai má hồng hồng, bé đi sơ tan, bé em theo cùng. Thấy cái này hợp hơn nè, thấy cái này bắt đầu hợp rồi đó. Rồi. Có chiếc áo dài tung tăng trên đường phố, những lúc vui vui vơ nào đó, ánh mắt vừa nhìn vô tư dễ thương ác hà. Đúng 15 tuổi luôn. Ok, hai thử thách đầu vượt okay, qua. Duyệt ưng. 30 nè. 30 là bao nhiêu? 30 trở về với lại chính mình á. Bản thân không có thuộc một cái lời gì. Rồi thôi, bây giờ cho qua cái 30 tuổi đến cái 80 tuổi luôn. Anh ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu, sung sướng không bao lâu. Thì hát cũng buồn quá. Thì bây giờ già 80 tuổi rồi là sao mà hát mà cái kiểu như hù nó bao nhiêu quào người ta vậy. Cảm ơn Trang rất là nhiều và hy vọng rằng là với cái sự cố gắng của Trang thì bạn khán giả của chúng ta thông qua phần mềm Moja và số điện thoại 0967820869 thì bạn cũng đã hài lòng rồi, đúng không? Và câu hỏi đầu tiên dành cho Trang á là cho đến thời điểm hiện tại thì sự nghiệp của Yến Trang thì đang ở thang điểm thứ mấy theo như bạn tự đánh giá mình? Nếu mà bản thân Yến Trang cho thang điểm thì mình không biết là mình sẽ nên nằm ở mức thang điểm mấy, nhưng mà thôi bây giờ cứ cho là ở trung bình. Bởi vì bản thân Yến Trang đến ngày hôm nay thì tham gia ca hát cũng khá là, phải nói là khá là lâu. Đúng rồi. Lâu hơn mọi người rất nhiều, bởi vì bản thân Trang đã từng tham gia sinh hoạt thiếu nhi từ năm 4 tuổi. Đúng rồi. Và đến bây giờ người ta nói là ở cưỡng cửa 30 rồi, là có thể nói là cái quãng tham gia nghệ thuật của Trang có thể là gần bằng cái tuổi đời của Trang. Nó tương đối là dài, nhưng mà để mà nói là mình lên một cái mức độ như mình mong muốn hay chưa thì bản thân Trang vẫn chưa cảm thấy hài lòng, và Trang vẫn còn rất là nhiều thiếu sót với lại khán giả của mình. Cái thứ nhất là rất là ít ra sản phẩm. Cái thứ hai là đến thời buổi hiện tại thì mọi người nói là Trang đang có phần trùng bước hơn so với những năm trước đây. Cũng có thể là bản thân Trang cảm thấy là với cái thị trường âm nhạc hiện giờ thì nó đang bão hòa rất là nhiều. Và bản thân mình không biết, mình đang bị loay hoay. Và Trang nghĩ là tất cả mọi người nghệ sĩ cũng đang trong một cái tâm thế là không biết làm gì thì mới gọi là khiến cho khán giả vừa lòng. Thì bản thân Trang cũng đang như thế, và Trang cho mức trung bình thôi. Thế thì những cái sản phẩm trước đây của Trang ra thì có nhận được những cái phản hồi tốt hay không?
Mình không biết là mình nói ở đây thì mình có hơi tự ti một tí xíu không, nhưng mà những cái sản phẩm âm nhạc của Trang thì Trang luôn tâm huyết và mình luôn trau chuốt từ một cái nhỏ nhất, từ cái móng tay, Trang có thể hình dung như vậy. Nhưng mà cái mức thành công thì mình vẫn cảm thấy là nó chưa mong đợi, và những cái ca khúc mà Trang dành tặng cho tất cả quý vị thì có thể nói là mọi người nói là nó hơi kén người nghe một tí xíu. Cho nên là đến bây giờ thì mọi người vẫn hay hình dung, mọi người biết đến Yến Trang, nhưng mà những ca khúc mà muốn Yến Trang thành công hơn nữa thì vẫn chưa định hình được. Cho nên là Trang nghĩ là trong cái bước đường âm nhạc mình vẫn còn một cái thiếu sót vô cùng lớn đối với là một người ca sĩ như thế này.